Vậy là sau 2 tuần Minh Anh nó sống với Nhi ở Sài Gòn thì hôm nay chính thức hết hạn visa, nó phải về nước rồi. Sáng nay mẹ Nhi từ dưới quê lên đón, nó nài nỉ xin gia hạn thêm visa. Mà mẹ kêu nó không có đủ điều kiện để được cấp phép nữa. Do thiếu trình độ chuyên môn học vấn á, mới có 5 trên 12 à, nên là phải về đi học. Thế vậy chứ ở đây cũng nhờ lắm, tưới rau rửa chén làm việc nhà giặt đồ làm hết. Nghe mà tưởng đâu đi lao động công ích cải tạo mùa hè không. Mà được cái 2 tuần bà ở đây là 2 tuần anh rể chọc khóc mỗi ngày luôn. Chưa có trưởng thành nữa, mà được cái ghét đàn ông luôn rồi. Nó kêu là nhà hai ông anh rể nó không ưa được ông nào. Giỏi giang, trời ơi, chồng chị mà mày ưa là chết tao rồi. Nay mới mua được cái tập về nhìn y chang cosplay bộ phim Cô Hầu Gái luôn. Ban đầu mình mua mình đâu có nghĩ nhiều đâu, mà giờ mình mặc vô mình nghĩ nhiều dữ trời. Bây giờ là 2 giờ rồi mà 4 giờ là mẹ với lại Minh Anh phải ra bến xe. Để nhanh gọn thì bữa nay Nhi là món cơm tấm sườn nướng nghe. Nấu nhanh lắm, cỡ 2 năm thôi. Công thức ướp thịt của Nhi là trong tủ gia vị có cái gì là Nhi quất hết vô luôn. Ở trên mạng có nhiều bài viết nói là ướp thịt không nên cho nước mắm bởi vì nó sẽ làm thịt khô và cứng đi. Nhi đồng quan điểm nghe. Nhưng mà ví dụ cho thêm một chút thì cái vị thịt của mình nó sẽ được đậm đà và ngon hơn. Bình thường Nhi không cho sữa đặc đâu, nhưng mà thấy trên mạng mọi người hướng dẫn là nên cho một chút sữa đặc. Bữa nay cho thử. Sữa đặc bỏ trong tủ lạnh giờ lấy ra thổi, lấy hơi thổi muốn rách cái má luôn. Thấy gì thôi thơm lắm á. Nhi nhờ mẹ gọt dứa để nấu nước mắm. Nhi không biết gọt dứa, mỗi lần Nhi gọt dứa là nước nó chảy tung tóe thấy bất gớm. Đây là người đẻ ra Thu Nhi ít linh rồi mấy bạn, là chị Phan Phùng ít chửi. Chị chửi ít lắm, ít có mệt á, chị chửi không mệt luôn. Gọt dứa đẹp cỡ này là gã đi lấy chồng được rồi á. Giờ tới lượt Minh Anh nấu nước mắm. Công thức này Nhi với là Minh Anh coi TikTok có một cái bạn mà mẹ bán cơm tấm hơn 30 năm bán bày, xong bây giờ hai đứa nấu thử. Bạn đó là chủ kênh của Lên Ký Cùng Khoa, còn Nhi là kênh giảm cân cùng Nhi, thôi bữa nay Lên Ký Cùng Khoa đi. Công thức bạn hướng dẫn là 2 chén nước lọc, 1 chén đường, 1 chén mắm, kèm thêm nửa quả dứa nữa nghe. Trong video bạn hướng dẫn, bạn nói là lưu ý nên dùng nước mắm trên 40 độ đạm. Vậy nên là Nhi dùng nước mắm cơ no chai thủy tinh này 43 độ đạm nghe. Bỏ tất cả vào nồi và bắt đầu đun sôi. Khi mà nước mắm sôi lên thì bắt đầu hạ ga và đun nó từ từ trên lửa nhỏ. Nhan sắc ấn tượng thiệt chứ. Minh Anh thích làm mọi người vui á, nên là nó hay có những cái kiểu mặt rất là sâu. Và để bình thường thì cái mặt của nó cũng xấu sẵn rồi. Trời, cái mùi nước mắm nó thơm hết cái gian nhà luôn. Trong lúc đợi nước mắm nó kẹo lại thì mình đi sắp sườn nướng. Thật ra cái món cơm tấm này nó không có một chút heo thì nào hết, sợ ăn vô nó thì heo luôn. Tính là ra ngoài chụm than nướng cho thiên nhiên rồi á, mà sợ muộn xe. Đây là 180 độ, 15 phút bạn nghe, cũng hơi cháy cháy mà thôi kệ đi. Tiếp theo là mỡ hành. Biết cơm tấm của bạn là 800 calori, chúc mừng bạn đã lên 2 kg. Nước mắm nấu xong nó kẹo lại rồi nè, cái mùi của nó rất là thơm và cái màu rất là đẹp luôn. Mấy bạn thử nước mắm cờ no 43 độ đàm chai thủy tinh này thử nghe. Dĩa này Nhi làm cho mẹ Nhi không có ăn được cay, nhưng mà ăn nước mắm không thôi nó cũng ngon lắm. Nếu được thì mấy bạn vắt thêm một chút chanh vô nữa thì nó hợp vị hơn. Còn phần này thì Nhi sẽ bỏ tỏi ớt theo khẩu vị mà mình thích. Nước mắm kẹo này thì phù hợp với là ăn cơm tấm. Nước mắm thơm nấu cùng với cả vị ngọt của dứa nữa nên là vừa ăn lắm. Sườn thấy Nhi ướp tào lao vậy mà ngon nghe. Dĩa cơm tấm này ngoài tiệm chắc là bán 50.000 thôi. Nước mắm chính là linh hồn của cơm tấm. Nước mắm ngon thì nó sẽ tôn lên cái vị đậm đà của món ăn. Nhiều khi Nhi thấy nấu ăn không ngon cũng được, nhưng mà chén nước chấm ngon là cứu game luôn. Tới giờ ăn rồi mà bà buồn quá nuốt không vô luôn. Tới giờ ra xe để về bến rồi bắt đầu khóc rồi. Tội nghiệp nhỏ lên mới ở 2 tuần bị mẹ lên hốt về. Mẹ mong lên hốt là nó không chịu về luôn. Bà khóc từ Sài Gòn về tới Gia Lai luôn. Đẻ thì đẻ xác xác thì trời ơi, cách 10 mấy tuổi mới đẻ làm chị em người ta bệnh rịnh. Rồi đó lên xe mà bà khóc mà ai cũng nhìn mẹ mình luôn.